Phunro TV xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật về giá cà phê sáng nay, ngày 26 tháng 10 năm 2021. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình ngày mới mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn. Các bạn xem video hãy ủng hộ cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, kết thúc phiên giao dịch sáng nay theo giờ Việt Nam, trên thị trường thế giới, giá cà phê ở hai sàn phái sinh bất ngờ bật tăng phi mã. Trên sàn London, giá cà phê Robusta ở kỳ hạn giao tháng 11 năm 2021 tăng 73 USD trên tấn với mức tăng là 3,42%, lên mức giao dịch là 2.207 USD trên tấn, quy đổi theo tỷ giá đồng USD tương đương với mức giá là 50.000 đồng 1 kg. Ở kỳ hạn giao tháng 1 năm 2021, giá cà phê tăng thêm 54 USD trên tấn với mức tăng là 2,52%, lên mức giao dịch là 2.195 USD trên tấn, tương đương với mức giá là 49.800 đồng 1 kg. Nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD, các mức tăng rất mạnh, khối lượng giao dịch duy trì mức rất cao trên mức trung bình. Tương tự đối với giá cà phê Arabica trên sàn New York, ở kỳ hạn giao tháng 12 năm 2021, tăng tới 2,7 cent trên bao, với mức tăng là 1,35%, lên mức giao dịch là 202,55 cent trên bao. Ở kỳ hạn giao tháng 3 năm 2022, giá cà phê tăng thêm 2,55 cent, với mức tăng là 1,26%, lên mức giao dịch là 205,15 cent trên bao. Các mức tăng mạnh, khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình. Thưa các bạn, giá cà phê trong phiên vừa qua tăng cao hơn. Với cà phê Robusta thì đã tăng vọt lên mức cao nhất trong vòng 3 năm qua. Cà phê Robusta tăng mạnh hôm thứ Hai do tình trạng thiếu container vận chuyển đang hạn chế xuất khẩu cà phê từ Việt Nam. Phiên phục hồi mạnh hôm thứ Hai của cà phê Robusta đã làm bùng phát lượng cung ngắn hạn trong cà phê Arabica, phục hồi từ mức thấp nhất trong 2 tuần và tăng cao hơn. Cà phê Arabica ban đầu giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần vào thứ Hai sau khi cơ quan dự báo thời tiết dự báo lượng mưa trên mức trung bình ở Brazil vào tuần trước. Điều này giúp cải thiện độ ẩm của đất và tăng năng suất cà phê. Về tình hình giá cà phê trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận giá cà phê tăng thêm từ 1.200 đến 1.300 đồng trên 1 kg. Giá cà phê sáng nay được thu mua ở mức từ 41.400 tới 42.900 đồng 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc, sáng nay thu mua ở mức là 41.500 đồng 1 kg. Khu vực huyện Di Linh, giá cà phê là 41.400 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê được thu mua ở mức từ 42.600 tới 42.800 đồng 1 kg. Khu vực huyện Cư Mờ Ga, mức giá là 42.800 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Ea Hờ Leo và thị xã Buôn Hồ, giá cà phê là 42.600 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Krai có mức giá là 42.200 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Chư Prong, giá cà phê sáng nay được thu mua ở mức là 42.100 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa, mức giá được thu mua là 42.500 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Đắk Đắk Lắk, mức giá là 42.400 đồng 1 kg. Tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà, giá cà phê được thu mua ở mức là 42.100 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đồng Nai, ghi nhận mức giá là 42.700 đồng 1 kg và tại tỉnh Bình Dương, giá cà phê là 42.900 đồng 1 kg. Đối với giá cà phê loại 1 giao tới cảng thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay ghi nhận ở mức là 43.100 đồng 1 kg. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật giá cà phê ngày 26 tháng 10. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo.